Chị xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị theo dõi bản tin tổng hợp cuối tuần trên TTv. Hôm nay sẽ là bản tin về khu vực Biển Đông và vùng châu Á Thái Bình Dương. Thưa quý vị, theo phóng viên Thụy Mi của Đài RFI đưa tin, Mỹ Philippines thảo luận về tàu Trung Quốc ở đá Ba Đầu. Các quan chức an ninh Hoa Kỳ và Philippines đã điện đàm hôm 31 tháng 3 bày tỏ mối quan ngại chung về các hoạt động đáng ngại của Bắc Kinh ở Biển Đông, đặc biệt là sự kiện hàng trăm chiếc tàu Trung Quốc tập trung tại đá Ba Đầu. Cũng trong hôm 31 tháng 3, Canada thông báo một chiến hạm của nước này đã đi qua vùng biển Trường Sa. Manila cho rằng trên 200 chiếc tàu tại đá ba đầu do lực lượng dân quân biển của Trung Quốc điều khiển. Cố vấn an ninh quốc gia của Tòa Bạch Ốc Jack Sullivan và đồng nhiệm Philippines Hermogen Esperon cùng nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để đối phó với các hành động của Bắc Kinh hãng tin anh reuters dẫn lời ông sullivan nhấn mạnh rằng hoa kỳ sát cánh với đồng minh philippines trong việc duy trì trật tự hàng hải quốc tế dựa trên luật pháp và tái khẳng định thực hiện hiệp ước phòng thủ chung giữa mỹ và philippines Quân đội Philippines hôm 31 tháng 3 cho biết, một phi cơ quân sự của nước này khi bay gần đá ba đầu, nơi trên 200 chiếc tàu Trung Quốc đang neo đậu, thì đã bị liên tục cảnh báo vô tuyến là phải lập tức tránh xa. Một giọng nói bằng tiếng quan thoại lập đi lặp lại là họ đang ở gần xích qua tiêu của Trung Quốc và ra lệnh là phải rời đi ngay lập tức. Xích qua tiêu là tên mà Trung Quốc đặt cho đá gạt ma sau khi cưỡng chiếm và sát hại giả mang 64 người lính Việt Nam tại đây trong trận hải chiến Trường Sa năm 1988. Thiếu tướng Edgar Arevalo, phát ngôn viên quân đội Philippines khẳng định sẽ tiếp tục tuần tra trên không và trên biển trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Một nhà báo của ABS-CBS có mặt trên chuyến bay nói rằng thật đáng sợ khi tận mắt chứng kiến những công trình mà Trung Quốc xây dựng trên hòn đảo tranh chấp. Tờ South China Morning Post dẫn lời chuyên gia Greg Poling, giám đốc sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở tại Washington, lưu ý rằng đá gạt ma nay là một trong bảy tiền đồn của Trung Quốc, là nơi đặt một trong hai căn cứ quân sự tại cụm sinh tồn đá ba đầu là rạng san hô lớn nhất của cụm này cùng với Hoa Kỳ, Canada, Úc, Nhật Bản và một số nước khác bày tỏ lo lắng trước ý đồ của Trung Quốc trên Biển Đông. Hôm 31 tháng 3, Bộ Quốc phòng Canada thông báo chiến hạm HMCS Kangari đã đến Trường Sa, đi từ Brunei đến Việt Nam vào hôm thứ Hai và thứ Ba vừa qua. Một quan chức quốc phòng giấu tên cho biết chiến hạm Canada đã bị một chiếc tàu chiến của Trung Quốc bám sát trong lúc di chuyển trong khu vực. Và phóng viên Thanh Phương của đài RFI đưa tin Philippines tố cáo có thêm cấu trúc nhân tạo bất hợp pháp ở Biển Đông. Hôm 1 tháng 4, quân đội Philippines cho biết đã có thêm những cấu trúc nhân tạo trái phép trên cụm sinh tồn gần khu vực đá Ba Đầu, nơi mà Trung Quốc tập trung hàng trăm chiếc tàu vào tháng trước, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Hãng tin Reuters trích lời Trung tướng Cyrilito Soberjana, tham mưu trưởng quân đội Philippines, cho biết các cấu trúc nhân tạo đã được phát hiện ở cụm sinh tồn sau chuyến bay tuần tra ngày 30 tháng 3 để giám sát các tàu của Trung Quốc mà Manila khẳng định là tàu dân quân biển. Tướng Subejana không nói rõ là nước nào đã xây dựng những cấu trúc này, nhưng tuyên bố đó là những cấu trúc xây dựng trái phép gây phương hại cho hòa bình trật tự và an ninh trong vùng biển của chúng ta. Cũng trong đợt tuần tra nói trên, Philippines đã phát hiện 4 tàu hải quân của Trung Quốc neo đậu tại đá vành khăn mà Bắc Kinh đã cải tạo thành đảo nhân tạo. Thuộc quần đảo Trường Sa và chỉ cách đá ba đầu khoảng 90 km về phía đông nam. Nhật báo Philippines Inquirer phân tích hình ảnh cho thấy ba trong số 4 tàu này là tàu tên lửa tấn công nhanh Type 022. Hãng tin Reuters đã liên lạc với Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila để hỏi về các cấu trúc ở cụm sinh tồn, nhưng không nhận được câu trả lời. Thông báo của tham mưu trưởng Sobejana được đưa ra trong bối cảnh quân đội và các nhà ngoại giao của Philippines công khai tố cáo các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông sau nhiều năm không lên tiếng chỉ trích. Theo thông báo của Tòa Bạch Ốc, trong một cuộc điện đàm vào hôm thứ Tư vừa qua, Cố vấn An ninh Quốc gia của chính phủ Manila và Mỹ đã thảo luận về mối quan ngại chung của hai nước trước các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông. Hôm 2 tháng 4, Ngoại trưởng Philippines Tedor Loxin gặp người đồng nhiệm Trung Quốc Vương Nghị để thảo luận về tình hình Biển Đông. Thưa quý vị, phóng viên Thanh Phương của FFI tiếp tục phân tích Biển Đông thế khó xử của Philippines trước Trung Quốc tại Đá Ba Đồng. Hôm 2 tháng 4, Ngoại trưởng Philippines Tedor Loxin đến Bắc Kinh gặp người đồng nhiệm Trung Quốc Vương Nghị với nhiệm vụ rất khó khăn là thuyết phục Bắc Kinh rút đi hơn 200 tàu ra khỏi khu vực đá ba đầu tại vùng Biển Đông. Nhưng vụ này đang đặt Manila vào một tình thế khó xử. Hôm thứ Tư 31 tháng 3, Manila đã kêu gọi Trung Quốc rút ngay lập tức các tàu nói trên, vốn đã xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế của Philippines tại khu vực đá ba đầu, nằm cách tỉnh Palawan 320 km. Trong báo cáo được công bố hôm thứ Sáu 26 tháng 3, Công ty Công nghệ Địa Không gian Similarity của Mỹ, chuyên giám sát vùng Biển Đông cho biết các tàu đó của Trung Quốc đã có mặt ở khu vực đá Ba Đầu từ tháng 12 năm 2020. Bắc Kinh vẫn khẳng định đây chỉ là những tàu cá và tránh gió bão, trong khi Manila tố cáo những tàu này chính là những tàu của lực lượng dân quân biển Trung Quốc. Giáo sư Jay Batombakal, Đại học Luật Philippines được tờ South China Morning Post trích dẫn hôm 2 tháng 4 nhận định là trong cuộc gặp ở Bắc Kinh, hai ngoại trưởng Trung Quốc và Philippines đều muốn nhận được những bảo đảm từ phía bên kia. Giáo sư Batong bacan nhấn mạnh đây là số lượng tàu Trung Quốc tập trung đồng nhất từ trước đến nay trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, neo đậu và dàn hàng ngang với nhau kế bên một bãi đá sàn hô không có người ở và chìm dưới nước các giới chức chính phủ Philippines sợ rằng đây sẽ là khởi đầu của việc xác lập một sự hiện diện liên tục của dân quân biển Trung Quốc dẫn đến việc chiếm hữu lâu dài một thực thể ở Biển Đông. Antonio Capio, một cựu thẩm phán tòa án tối cao Philippines, cũng cho rằng đây là bước dạo đầu cho việc chiếm đóng đá ba đầu giống như Trung Quốc đã làm với đá vành khăn vào năm 1995. Giáo sư Patong Bakan phỏng đoán rằng Bắc Kinh muốn vụ này được giải quyết nhanh chóng để không tổn hại đến hình ảnh mà họ muốn chứng tỏ, đó là hình ảnh một đối tác đáng tin cậy và hữu ích trong khu vực. Cụ thể, theo giáo sư Patong Bakan, trong cuộc gặp gỡ hôm nay, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị có thể muốn được Ngoại trưởng Philippines Lok bảo đảm là vấn đề sẽ được giải quyết càng nhanh chóng và càng êm thấm càng tốt để cho những vấn đề song phương thuận lợi hơn, chẳng hạn như hợp tác phòng chống dịch COVID-19 được nêu bật. Về phần Ngoại trưởng Luxin, ông cần được bảo đảm là Trung Quốc thật sự có ý định rút các tàu đi. Thế nhưng, trong cuộc họp báo hôm 1 tháng 4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh vẫn khẳng định là các tàu Trung Quốc chỉ tập trung ở khu vực đá Ba Đầu để tránh gió bão và một lần nữa tuyên bố thực thể này là thuộc chủ quyền của Trung Quốc và kêu gọi Philippines không nên để vụ này ảnh hưởng đến quan hệ giữa Manila với Bắc Kinh phía Philippines cũng đã tỏ ra kiên quyết không kém. Ngay từ hôm 21 tháng 3, ông Luxin đã gửi một công hàm phản đối đến Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila về vụ hàng trăm chiếc tàu Trung Quốc tập trung ở khu vực đá ba đầu. Đến thứ Ba ngày 30 tháng 3, quân đội Philippines tiết lộ rằng một trong những máy bay tuần tra của họ đã nhận được lời cảnh báo từ các tàu của Trung Quốc và yêu cầu phải rời khỏi khu vực này khi họ bay đến đó để giám sát các tàu đó trước khi lên đường đi bắc kinh trên mạng twitter ngoại trưởng loxin đã cảnh báo về khả năng trung quốc bắn rơi một phi cơ của philippines trong khu vực đá ba đầu và theo ông trong trường hợp đó thế chiến thứ ba sẽ xảy ra hoặc là uy tín của mỹ sẽ tiêu tan trong cuộc điện đàm hôm thứ tư ngày 31 tháng 3 về diễn biến mới nhất ở Biển Đông, cố vấn an ninh quốc gia của tòa Bạch Ốc Jack Sullivan và người đồng nhiệm Philippines Hermogen Esperon đã cam kết hai nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ. Nhân dịp này, Washington đã tái khẳng định hiệp ước phòng thủ chung giữa hai quốc gia sẽ được áp dụng trong trường hợp Philippines bị tấn công vũ trang ở Biển Đông. Chuyên gia Colin Co trường nghiên cứu quốc tế rajatanam ở singapore cho biết sự hiện diện của các tàu đó sẽ củng cố sự kiểm soát của trung quốc đối với biển đông nhưng lại đặt ra một tình thế khó xử đối với philippines ông nhận định như đã được làm khá bài bản việc triển khai các tàu cá ở biển đông là một cách để bắc kinh khẳng định yêu sách chủ quyền và quyền của họ ở vùng biển tranh chấp các ngư dân được xem là tai mắt của quân đội trung quốc với mục đích khẳng định chủ quyền và quyền của trung quốc điều này thật sự đặt manila vào tình thế khó xử hành động kiên quyết chống lại đoàn tàu trung quốc thì có nguy cơ làm bùng nổ xung đột nhưng nếu không hành động thì có nguy cơ sẽ hứng chịu sự phẫn nộ của người dân trong nước và thưa quý vị, trên trang biendong.net có bài bình luận Tàu Trung Quốc tràn đến Trường Sa, một thách thức lớn đối với Hà Nội. Đến ngày 1 tháng 4, hơn 200 tàu Trung Quốc không chỉ đe dọa an ninh của Philippines nữa mà nó uy hiếp trực tiếp đến an ninh chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam. Bất ngờ các tàu cá trá hình này sẽ nhỏ ra thành từng tốt từ 10 đến 30 rồi đến 50 chiếc tàu, gần như vây hãm quần đảo Trường Sa của Việt Nam chưa thấy phản ứng từ Hà Nội, nhưng hành động này quả thật rất trắng trợn. Nếu như khi tàu Trung Quốc mới xuất hiện ở Đá Ba Đầu hôm 7 tháng 3 thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, Bắc Kinh còn nói lấp liếm rằng do thời tiết xấu, tàu phải trú tạm, thì đến hôm nay cái lý do đó không thể nại ra được nữa, đổ vấy cho ông trời. Nhưng Manila không chấp nhận cái thói chớt nhã của một thằng hề. Philippines đã phản đối rất quyết liệt mỹ và các nước như pháp đức anh nhật úc canada đã phản ứng ngay sau đó thế là bắc kinh nhổ neo và hướng ra trường sa âm mưu của họ chỉ nói gọn trong một câu khẳng định chủ quyền tại đảo nam sa tức là hoàng sa của việt nam và sẵn sàng tạo cớ gây xung đột trên biển bởi vì luật hải cảnh của nước họ đã cho phép nổ súng khi bị uy hiếp theo báo Manila Bulletin của Philippines đưa tin vào cuối ngày 31 tháng 3 dẫn hình ảnh và tài liệu của lực lượng đặc nhiệm quốc gia biển Tây Philippines tức là biển Đông, đó. phần lớn tàu Trung Quốc trước đó ăn vạ tại đá ba đầu đã tản ra các khu vực khác. Manila đang tiếp tục theo dõi không chủ quan, không bất ngờ. Các tàu được cho là dân quân biển của Trung Quốc điều khiển có thể đang tiến hành các hoạt động tương tự như tuần tra, khảo sát. Số lượng tàu liên tục tăng giảm và không qua được sự theo dõi chặt chẽ của Manila. Cụ thể, số lượng tàu giảm xuống còn 183 chiếc vào ngày 23 tháng 3, sau đó lại tăng lên 199 tàu vào ngày 29 tháng 3. Nguy hiểm nhất là 115 tàu đã di chuyển đến Đá Gạc Ma, 45 tàu đã đến khu vực đảo Thị Tứ, còn 50 tàu khác thì tản đến Đá Vành Khăn, Đá Chữ Thập và Đá Subi. Tất cả các thực thể này đều thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Sự gia tăng số lượng và hình thành các khối lớn của các tàu Trung Quốc tràn đến các khu vực tại quần đảo Trường Sa là mối nguy hiểm rất lớn cho hàng hải và an toàn tính mạng trên biển, cũng như việc khai thác dầu khí và đánh bắt cá của ngư dân Việt Nam. Các tàu này có thể đang thực hiện các hoạt động bất hợp pháp vào ban đêm và sự hiện diện thành nhóm tàu này có thể gây ra thiệt hại không thể khắc phục được đối với môi trường biển do tình trạng ô nhiễm và sự phá hủy các rạng sân hồ một hành động đầy tính côn đồ của Bắc Kinh, một thử thách lớn đối với Hà Nội. Không còn nghi ngờ gì nữa, Bắc Kinh đang đẩy mạnh quân sự hóa Biển Đông, điều mà báo chí Philippines gọi là một nỗ lực táo bạo. Bắc Kinh đang thử phản ứng của Hà Nội sau đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại đại hội này, Việt Nam khẳng định kiên quyết bảo vệ giữ vững chủ quyền lãnh thổ biển đảo của Tổ quốc. Xin nhắc lại một lần nữa, Bắc Kinh cố tình bưng tay bịt mắt trước phán quyết của Tòa trọng tài thường trực Liên Hiệp Quốc tại La Hay, Hòa Lan năm 2016. Yêu sách về quyền lịch sử của Trung Quốc tại Biển Đông, hay còn gọi là đường lưỡi bò, đã không được chấp thuận. Trung Quốc không có cơ sở pháp lý, không có quyền lịch sử tại Biển Đông. Vậy nhưng, Trung Quốc vẫn ngân ngang xâm phạm vùng biển của Việt Nam, của Philippines và các nước khác còn rắn chưa bị đánh dập đầu sẽ còn gây ra những mối họa khôn lường trước hành động này của bắc kinh các nước bị vây hãm bị bắt nạt cần phải đoàn kết lên án mạnh mẽ hơn nữa các nước trong khối asean đã tuyên bố trở thành một cộng đồng nhưng cộng đồng ấy chưa thật sự thống nhất phải chăng mỗi nước còn theo đuổi những tính toán riêng lợi ích riêng của mình và mâu thuẫn với trung quốc cũng ở mức cao thấp khác nhau hiện tại khối asean chỉ thật sự thống nhất ở những quan điểm chung rất xa vời không ảnh hưởng đến mình. Còn những vấn đề thiết thực sống còn thì quốc gia nào cũng cân nhắc kỹ lưỡng cái được cái mất. Dẫu là mèo trắng hay mèo đen trong cái chuồng lớn Trung Nam Hải đều rất thính tai thính mũi. Trung Quốc đã khai thác triệt để sự thống nhất mang tính hình thức ấy của khối ASEAN nên liên tục gây sóng gió trên biển Đông. Và bây giờ là bản tin của đài Á Châu tự do. Tàu Trung Quốc đeo bám tàu chiến Canada ở biển Đông. Tàu chiến HMCS Kangaroo của Canada bị tàu Trung Quốc đeo bám khi tàu này đi qua Biển Đông trong chuyến đi của mình từ Brunei đến Việt Nam hôm 29 và 30 tháng 3. Hãng tin CBC dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Canada cho biết như vậy hôm 31 tháng 3. CBC dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Daniel Le cho biết tàu Kangari đã đi qua gần quần đảo Trường Sa đang tranh chấp giữa Trung Quốc và các nước láng giềng và nói rằng đây là tuyến đường thuận tiện nhất cho tàu. Theo CBC, giới chức Canada bác bỏ nhận định cho rằng Canada đang muốn gửi thông điệp đến Bắc Kinh khi cho tàu chiến đi qua vùng nước này. Theo Canadian Press, một tài liệu mà cơ quan báo chí này có được cho thấy, hải trình như của tàu Canary thường được thảo luận ở cấp cao nhất trong chính phủ để được chấp thuận trước khi tiến hành. Hồi năm ngoái, một tàu chiến khác của Canada là HMCS Ottawa cũng đi qua eo biển Đài Loan và theo tài liệu này thì chuyến đi nhằm cho thấy sự ủng hộ của Canada đối với các đối tác và đồng minh gần nhất của mình, đồng thời ủng hộ an ninh khu vực và trật tự quốc tế dựa trên luật pháp. Đại sứ Canada tại Philippines Peter MacArthur hôm 25 tháng 3 đã viết trên Twitter rằng Canada phản đối những hành động gần đây của Trung Quốc ở Biển Đông làm leo thang căng thẳng và suy yếu ổn định khu vực và trật tự quốc tế dựa trên luật pháp. Ông MacArthur đưa ra tuyên bố này sau khi Philippines cho biết Trung Quốc đã điều hơn 200 tàu cá đến đá ba đầu thuộc quần đảo Trường Sa từ ngày 7 tháng 3 đến nay. Trong năm nay, ngoài việc tàu chiến của Hoa Kỳ tiến hành các chuyến tuần tra trong chương trình tự do hàng hải Phonop ở Biển Đông, thì Pháp và Đức cũng đã điều tàu chiến đi vào Biển Đông. Ba tàu tên lửa của Trung Quốc neo đậu tại đá Vành Khăn. Ba tàu tên lửa tấn công nhanh tàng hình của Trung Quốc bị phát hiện là neo đậu tại đá Vành Khang thuộc quần đảo Trường Sa. Mạng báo Philippines Inquirer vào ngày 1 tháng 4 loan tin như vừa nêu, dẫn báo cáo của chính phủ Manila. Theo đó, thì tàu tuần tra của Philippines vào ngày 29 tháng 3 phát hiện ba tàu tên lửa Type 022 và một tàu tiếp tế của Trung Quốc neo đậu tại đá Vành Khang. Đây là hoạt động mới nhất của Trung Quốc bị phát hiện vào khi Bắc Kinh tiếp tục gia tăng các hoạt động bành trướng gây căng thẳng tại Biển Đông tàu Type 022 của Trung Quốc được cho biết có trang bị hệ thống phóng tên lửa tốc độ tối đa của tàu khoảng 70 km h Đây là loại tàu tên lửa tấn công tàng hình thế hệ mới của Hải quân Trung Quốc. Theo mạng South China Morning Post, tàu Type 022 từng tham gia các cuộc tập trận tại Biển Đông vào năm ngoái. Mạng báo Philippines Inquirer cho rằng sự hiện diện của tàu Type 022 của Trung Quốc tại đá Vành Khăn do Bắc Kinh bồi lấp là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc tiếp tục mở rộng thực thể này thành căn cứ quân sự nhằm thực hiện các yêu sách phi pháp của họ ở biển Đông. Bắc Kinh vẽ ra đường Đức Khúc 9 đoạn và tuyên bố chủ quyền gần như trọn vùng biển Đông. Hồi năm 2016, tòa Trọng tài Thường trực Quốc tế ở La Hay đã phán quyết bác bỏ đường Đức Khúc 9 đoạn đó vì không có căn cứ pháp lý. Tuy nhiên, Trung Quốc không chấp hành phán quyết của tòa. Và bây giờ quay trở lại với bản tin của phóng viên Thụy Mi trên đài RFI. Dân các nước châu Á ngày càng thù địch với Trung Quốc. Tờ báo Lydico nhận xét tại châu Á, tình cảm chống Trung Quốc không ngừng tăng lên, nếu cứ tiếp tục ngạo mạn và hung hăng như hiện nay, Bắc Kinh sẽ phải đối mặt với tâm lý bài Hoa ngày càng lớn mạnh trên thế giới. Dư luận quốc tế ngày càng thù địch với Trung Quốc, về châu Á tờ báo Lydico phân tích, tại châu Á tình cảm chống Trung Quốc không ngừng tăng lên. Theo tờ báo này, thì nếu không thay đổi mục tiêu, Bắc Kinh sẽ phải đối mặt với tâm lý bài hoa ngày càng lớn trên thế giới. Tại Miến Điện, phong trào tấn công vào các lợi ích Trung Quốc có nguy cơ gia tăng thập bội. Bên cạnh đó, một bộ phận thanh niên Đông Nam Á tham gia trên mạng xã hội theo cách của mình, tạo thêm sức mạnh cho mặt trận này. Hồi năm 2017 tại Davos, Tạm Cơ Bình không giấu sự hãnh diện khi Trung Quốc đóng vai trò lớn trong toàn cầu hóa. vài năm sau đó, chính quyền Bắc Kinh gây ra không ít ngờ vực, cộng với xu hướng chống Trung Quốc ngày một lan rộng. Biển Đông, Duy Ngô Nhĩ, Hồng Kông, Đài Loan. Trung Quốc mở ra nhiều mặt trận và phải gánh chịu làn sóng chỉ trích dữ dội vốn hiếm khi nghe thấy cho đến nay. Những chiến lan, tức là chiến binh sói, các nhà ngoại giao thế hệ mới tả sung hữu đột bảo vệ lợi ích của Bắc Kinh với thái độ vừa ngạo mạn vừa cố chấp càng làm dư luận quốc tế thêm thù địch với Trung Quốc. Bắc Kinh gây thù chuốc oán khắp nơi. Miếng Điện là một ví dụ mới nhất. Vào đầu tháng 3 khi gọi vụ đảo chính của quân đội chỉ là cải tổ nội các và từ chối lên án thì Bắc Kinh tạo cảm tưởng ủng hộ các tướng lãnh đạo đảo chính. Người biểu tình đã tấn công vào các nhà máy Trung Quốc ở ngoài Orangun mà đa số là nhà máy dệt may. Trung Quốc là nhà đầu tư lớn nhất ở Miếng Điện, khoe rằng đã tạo ra 400.000 việc làm, nhưng chính ảnh hưởng lớn lao về kinh tế đã khiến người ta phải cảnh giác. Không phải là ngẫu nhiên khi trong thăm dò, 3 phần tư người Miến Điện đòi hỏi Bắc Kinh phải tôn trọng chủ quyền lãnh thổ. Tâm lý chống Trung Quốc không phải là mới mẻ. Indonesia và Malaysia trong những thập niên trước từng rung chuyển với những cuộc biểu tình phản đối Bắc Kinh. Điểm mới ở đây là sự tương phản giữa hình ảnh của một Trung Quốc quyền lực mềm về văn hóa và quyền lực cứng về kinh tế chính trị quân sự. Một mặt, Bắc Kinh viện trợ tặng vaccine cho một số nước nghèo, mặt khác lại dương oai giữa vỏ trên mọi phương diện. Hồi tháng 4 năm 2020, Bắc Kinh ngang nhiên công bố lập ra cái gọi là quận đảo Tây Sa và Nam Sa để quản lý các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Hai tháng sau, trên đỉnh Himalaya, Trung Quốc lại điều lực lượng dân quân chuyên về cận chiến đến tấn công dã man những người lính Ấn Độ. Mỗi lần như thế, tình cảm bài hoa lại sôi sục. Một nghiên cứu của Viện IC Yusof Ishak về Đông Nam Á cho thấy rõ, trong số 1.032 người được hỏi thì có 76,3% nhìn nhận Trung Quốc có ảnh hưởng kinh tế mạnh nhất, nhưng 72,3% tỏ ra lo sợ trước Bắc Kinh. Liên minh trà sữa, mặt trận xuyên quốc gia chống Trung Quốc trên mạng xã hội, Liên minh trà sữa là một dạng mặt trận xuyên quốc gia chống độc tài Trung Quốc. Các nhà đấu tranh trẻ tuổi ở Đài Loan, Hồng Kông, Thái Lan với hashtag Multi aliens bên cạnh những mối quan tâm trong nước còn bảo vệ những giá trị ngược lại với Bắc Kinh, từ dân chủ, nhân quyền, nhà nước pháp quyền cho đến tự do ngôn luận. Giới trẻ Hồng Kông chống việc Bắc Kinh thô bạo siết lại tự do tại đặc khu, Đài Loan từ chối chịu thua trước áp lực của Hoa Lục. Thanh niên Thái Lan cũng như láng giềng Miến Điện nghi ngờ Trung Quốc bí mật bán vũ khí cho quân đội nước mình. Quá tự tin về sức mạnh bản thân, Trung Quốc chẳng những coi thường những lời chỉ trích mà còn đổ dầu vào lửa. Các nhà lãnh đạo Bắc Kinh với sự giúp sức của các chiến lan, chiến binh sói công khai những tham vọng của mình và cuộc đối đầu như với Hoa Kỳ có thể mở rộng tại nhiều nơi trên thế giới. Nếu tại Miếng Điện người dân chống lại các ông chủ Trung Quốc, hiện tượng này cũng có cơ hội nhân rộng tại Campuchia hoặc các nước khác trong khu vực. cung cách ngoại giao hung hăng, chủ trương biến một số nước thành chư hầu đã là chất men xúc tác cho mặt trận chống Trung Quốc. Dù hùng mạnh, Bắc Kinh khó có thể thu phục được các láng giềng và lại càng khó hơn nữa với các đối tác. Kiểm soát đường hàng hải quốc tế, sức mạnh của cường quốc biển Trên lĩnh vực kinh tế, nhà báo kim kinh tế gia François Langlais khi trả lời phỏng vấn của Le Figaro đã nhận định rằng tai nạn ở kinh đào Suez là một lời cảnh báo mới về toàn cầu hóa. Trung Quốc và Nga lợi dụng vụ tàu container Ever Given bị mắc kẹt vừa rồi đó để cạnh tranh và giành ảnh hưởng với Mỹ. Theo ông Longle, tuy hậu quả kinh tế không nặng nề lắm, nhưng hậu quả về địa chính trị thì rất rõ ràng. Ngay từ khi sự cố này xảy ra, Nga đã đề nghị một con đường khác giữa phương Đông và châu Âu thông qua Bắc Cực, ngắn hơn 5.000 km so với kinh đào Suez. Trung Quốc cũng hành động tương tự với con đường tơ lụa mới Bắc Cực. Cả hai chế độ độc tài đều nhấn mạnh đến lợi thế của con đường mình đề nghị thay thế cho kinh đào Suez. Bởi vì xưa nay sức mạnh luôn đến từ việc xây dựng và kiểm soát những tuyến đường thương mại toàn cầu, đặc biệt là kiểm soát đường hàng hải. Một quốc gia chỉ có thể giữ vững vị trí đại cường khi là cường quốc biển. Kinh đào Suez được châu Âu lúc đó đang thống trị thế giới, đặc biệt là Pháp, xây dựng từ hồi thế kỷ 19. Sau đệ nhất thế chiến, châu Âu phải nhường chỗ cho ông chủ mới, đó là Hoa Kỳ kiểm soát các tuyến đường thương mại quốc tế trong suốt thế kỷ 20. Sự thống trị của Mỹ đang bị Trung Quốc và Nga tranh chấp. Hai nước này đề nghị mô hình toàn cầu hóa và tuyến đường của riêng mình. Thưa quý vị, theo trang biển đông.net thì Mỹ đang theo dõi từng cử chỉ của Trung Quốc trên biển Đông. Theo giới truyền thông, cơ quan khảo sát không gian địa lý của Hoa Kỳ gọi tắt là NGA phải nắm chắc tình hình quân đội Trung Quốc đang làm gì trên biển Đông. Cơ quan khảo sát không gian địa lý của Hoa Kỳ theo dõi chặt chẽ lực lượng Trung Quốc trên biển Đông. Theo báo The Washington Times đưa tin, cơ quan tình báo không gian địa lý Hoa Kỳ sẽ phải theo dõi chặt chẽ lực lượng hỗ trợ chiến lược, các đơn vị cảnh sát nhân dân vũ trang cũng như hoạt động của lực lượng bảo vệ bờ biển của quân đội Trung Quốc ở khu vực biển Đông. Theo đó thì cơ quan này phải nghiên cứu, phân tích hình ảnh vệ tinh cho cộng đồng tình báo Hoa Kỳ, đang chuẩn bị một dự án về quân đội Trung Quốc và chương trình an ninh quốc gia. Sáng kiến này đã được thông qua trong phê duyệt trong ngân sách dành cho lĩnh vực tình báo tài khoá năm 2021. Bài báo của Washington Times lưu ý rằng, theo luật, giám đốc của Cơ quan Khảo sát Không gian Địa lý của Hoa Kỳ là Phó Đô đốc Robert Sharp, sẽ phải khởi động dự án về quân đội Trung Quốc trước ngày 25 tháng 6 năm nay. Chương trình sẽ được thực hiện trong 10 năm tới, và để phát triển chương trình này, cơ quan này sẽ cần phải hợp tác với nhiều tổ chức khác nhau. Hiện nay, tình báo địa lý đã có một dự án như vậy. Trang web tierline.mil đã thường xuyên công bố các báo cáo dựa trên hình ảnh vệ tinh thương mại kể từ năm 2018 tại đây có thể tìm thấy thông tin về các trại tập trung ở trung quốc cũng như sáng kiến vành đai con đường của bắc kinh mà chính quyền hoa kỳ coi là vỏ bọc cho sự bành trướng toàn cầu của trung quốc Chương trình Clearline được mô tả như một mô hình minh bạch trong lĩnh vực tình báo liên quan đến sự hợp tác chặt chẽ giữa cơ quan khảo sát không gian địa lý của Hoa Kỳ và các tổ chức nghiên cứu khác nhau. Cơ quan này thu thập hình ảnh từ các vệ tinh thương mại, chuyển chúng cho các chuyên gia nghiên cứu đánh giá, cung cấp các thông tin và sau đó công bố kết quả của công việc chung trên phạm vi công cộng. Nhiệm vụ chính và mục tiêu của cơ quan khảo sát không gian địa lý của Hoa Kỳ. Theo dự án mới, thì cơ quan do Phó Đô đốc Sharp lãnh đạo sẽ phân tích hình ảnh vệ tinh về các hoạt động của Trung Quốc, vốn được coi là tác nhân gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ và công bố các báo cáo nhận được. Như đã nêu trong luật ngân sách, mục tiêu chính của chương trình là bất kỳ hoạt động đáng chú ý nào của các lực lượng trên bộ, trên biển, trên không và tên lửa của quân đội Trung Quốc ngoài ra tình báo không gian địa lý của mỹ cũng sẽ phải giám sát lực lượng hỗ trợ chiến lược một binh chủng tương đối mới của quân đội trung quốc chịu trách nhiệm về chiến tranh trên không gian mạng và vũ trụ nằm trong danh sách các mục tiêu của cơ quan khảo sát không gian địa lý của hoa kỳ còn có cảnh sát nhân dân vũ trang lực lượng hoạt động trong nội địa của trung quốc và cảnh sát biển hải cảnh hoạt động ở biển đông theo The Washington Times, mục đích của cơ quan tình báo về không gian địa lý là cung cấp thông tin tình báo về không gian địa lý giúp Quốc hội Mỹ theo sát các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của Bắc Kinh ở Biển Đông. Ngoài ra, Hoa Kỳ quan tâm đến hoạt động quy mô lớn hơn của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương và các vùng biển khác. Thông tin tình báo về không gian địa lý cũng sẽ giúp các cơ quan hữu trách của Hoa Kỳ nắm bắt được tình hình trong trường hợp dịch bệnh bùng phát ở Trung Quốc với khả năng leo thang thành đại dịch ngoài ra mỹ cũng sẽ theo dõi các hoạt động của trung quốc liên quan đến biến đổi khí hậu và hủy hoại môi trường hình ảnh vệ tinh thương mại đã tiết lộ một số khía cạnh quan trọng trong hoạt động của quân đội trung quốc như đường hầm dưới nước do tàu ngầm của trung quốc gần đảo hải nam hoạt động tại nhà máy đóng tàu sân bay việc mở rộng căn cứ quân sự nước ngoài đầu tiên của trung quốc ở djibouti cũng như mô hình các tòa nhà chính phủ đài loan được cho là bắc kinh đang chuẩn bị tấn công hòn đảo dự án cơ quan khảo sát không gian địa lý của Hoa Kỳ quan trọng. Cựu giám đốc tình báo của hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ Jim Fennell nói một chương trình mở cấp liên bang theo dõi quân đội Trung Quốc là rất cần thiết. Theo ông, Hoa Kỳ đã muộn ít nhất là 5 năm, đặc biệt là khi nhìn vào những gì mà chương trình nghiên cứu chiến lược Biển Đông mà quân đội Trung Quốc đang làm như the washington times giải thích sáng kiến của trung quốc là một mạng lưới thân bắc kinh gồm chủ yếu các học giả trung quốc và các quân nhân đã nghỉ hưu những người thúc đẩy quan điểm chính thức của trung quốc cho rằng phần lớn biển đông là lãnh hải của họ ông fano tin rằng việc công khai thông tin về các hoạt động của bắc kinh trong khu vực không chỉ tốt cho nền dân chủ mà còn là điểm thông minh trên quan điểm ngoại giao cung cấp khả năng tiếp cận rộng rãi những thông tin như vậy sẽ giúp phản bác lại những tuyên bố sai trái của trung quốc cho rằng hành động của mỹ là nguyên nhân chính gây ra bất ổn ở tây thái bình dương cựu giám đốc tình báo hạm đội thái bình dương của mỹ cho biết ông cũng cho rằng các nước có tranh chấp chủ quyền trong khu vực có khả năng trinh sát giám sát trên không và trên vũ trụ yếu kém nên không nắm được hết những hành động của trung quốc trên biển đông dẫn đến việc không có những đối sách kịp thời do đó việc thu nhập đánh giá phân tích rút ra kết luận và công khai chúng sẽ giúp ích rất nhiều cho các nước này cũng như là giúp cho việc phối hợp giữa các lực lượng các đối tác trong và ngoài khu vực có thể ngăn chặn những yêu sách và hành động tuyên bố chủ quyền trái phép của bắc kinh và bây giờ là một số tin ngắn khác. Theo hãng thông tấn xã Pháp, xe lửa trật đường rầy ở Đài Loan. Ít nhất 49 người đã thiệt mạng khi một đoàn xe lửa chở theo khoảng 480 người bị trật đường rầy trong một đường hầm gần thành phố biển Hoa Liên, miền đông Đài Loan vào hôm 2 tháng 4. Đây là tai nạn xe lửa nghiêm trọng nhất ở Đài Loan từ nhiều thập niên qua, xảy ra đúng vào ngày đầu tiên của dịp nghỉ Tết Thanh Minh kéo dài 4 ngày. Thời gian có rất đông hành khách xe lửa. Theo đài RFI, Thủ tướng Yoshihide Suga sẽ gặp Joe Biden tại Washington vào ngày 16 tháng 4. Theo chính phủ Nhật Bản vào hôm 2 tháng 4, chuyến thăm Mỹ của ông Suga là một phần của tiến trình tăng cường liên minh Nhật-Mỹ và hợp tác về một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, đồng thời cũng là dịp để hai bên thảo luận về những thách thức liên quan đến virus corona, biến đổi khí hậu, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Hãng thông tấn xã Pháp đưa tin đối thoại ba bên Mỹ-Nhật hàng tại Washington để bàn về Bắc Triều Tiên. Trong ngày 2 tháng 4, Cố vấn An ninh Quốc gia của Tòa bạch ốc Jack Sullivan tiếp hai đồng sự Nhật Bản và Hàn Quốc là các ông Shigeru Kitamura và Suhun tại trường hải quân Annapolis gần thủ đô Washington. Theo lời của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price, đây là cơ hội để Mỹ và các bên điểm lại chính sách về Bắc Triều Tiên và chia sẻ với Tokyo cùng Seoul về quan điểm của Hoa Kỳ trong hồ sơ này.